lời nói đầu tiên cho em xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão bên cửa hàng Thành Hợp. Và tên của em là tên Nhanh ha, cho nên là nhiều khi mấy anh mấy chị mua hàng mà không biết tên của cái người like là cái gì thì cứ gọi như vậy đi cho thân thiết. Tên của em là tên Nhanh, nhanh trong nhanh lẹ nha. Rồi hôm nay như thường lệ em lên cho mình lô máy cắt cỏ lô chữ C nha. À, vừa cắt cỏ vừa bơm nước, trong đây có hai cây cưa đây, một cây cưa là tay dài echo và một cây cưa này echo màu cam ha, rồi echo trắng tay cục nha. Thì lô máy cắt cỏ hôm nay cũng ghẻ ghề à, giá từ 1 triệu trở lên, triệu 350, triệu 4, triệu rưỡi vân vân cho đến 2 triệu, 2,5 triệu, 2,6 triệu nha. Máy lớn máy nhỏ gì thì bên em cũng có ha, tùy theo mình sử dụng gia đình thì mình chốt máy thôi. Thì những cái máy mà bên em like á là về chỉ việc đổ xăng pha nhớt vô đó, chỉ việc đổ xăng pha nhớt vô thì mình sử dụng thôi chứ không có sửa chữa gì thêm ha. Rồi bên em bán hàng cũng có chế độ bảo hành bảo trì đàng hoàng, ví dụ như mấy anh mua hàng thì bên em sẽ bao đổi trả trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hàng, còn mà từ đó tới sau mình sử dụng có vấn đề gì thì cứ alo cho em đó, em sẽ hỗ trợ cho mình. Mặc dù là mua hàng qua mạng xa cách về mặt địa lý nhưng mà anh em vẫn hỗ trợ cho mình nhiệt tình rõ ràng, an tâm đi. Em bán hàng này là khi mà mấy anh có vấn đề gì về máy thì mấy anh cứ alo, không cần đem về thợ ở địa phương ha. Rồi những cái mặt hàng này đối với những anh nào mà sử dụng quen á, thì chốt đơn nó nhẹ nhàng rồi đó. Những anh nào mà chưa biết cách sử dụng máy, chưa rành về máy, cắt cỏ làm sao ít nhiều, nếu muốn tư vấn máy thì cứ alo cho em sẽ tư vấn cho mình. Thấy phù hợp thì mua, còn không phù hợp thì thôi, mình chỉ tham khảo cũng được ha. Xem kênh nhớ cho em xin một nút like nha, kèm một nút đăng ký kênh. Em thấy bây giờ là mình chốt máy cũng vừa đó nha, là tới mỗi địa phương thì có chỗ đi 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày tùy xa gần. Ví dụ miền Tây em á thì đi tầm 3 ngày, miền Trung thì 5 ngày, miền Bắc thì 7 ngày. Bởi vì bây giờ là mình chốt máy em vận chuyển tới nơi là được rồi đó. Máy này là về cắt cỏ, dọn vườn, đồ ăn Tết ha. Rồi cái nữa là mình có thể là mình bơm nước, mình bơm nước gì thêm đó, đặng mình tưới rau, tưới hoa quả, tưới mồ mã rồi cũng được luôn. Rồi bây giờ em sẽ sơ lược về lô máy em like hôm nay nha. Một cây echo này là GC301 nha. Cái này là cũng Kyogit V3901, cưa tay dài nha em ăn. Hạ cái đứng ngon lành luôn. Rồi Tanaka giật sao, Yanma này là 240 có trợ lực 34 ly ha. Magu Yanma 20cc nồng 30 ly, ga bóp zin nha. Kawasaki tung gời tung nhôm. Magu Yanma có trợ lực áo đen mạnh mẽ sạch sẽ, ga bóp zin luôn ha. Rồi, kế đến là Magu Yanma 26cc 34 ly, ga bóp zin áo vàng quá đẹp. Xenon Komatsu tum nhôm nha. Trời ơi đi theo à. Ổ cước tông xẹp tông rất là đẹp mấy anh ơi. Mua máy sở hữu ổ cước zin ha, và khi mà cho đi ổ cước zin là bên em không cho ổ cước mới nha. Rồi tới Mitsubishi 27cc 35 ly nha. Ga bóp zin rồi ổ cước zin luôn. Mitsubishi TL 261 tum nhôm tum gầy. Magu Yanma có trợ lực 320. Đó, ổ cước zin theo máy luôn. Rồi mấy anh mấy chị ủng hộ máy được cây nào ủng hộ tiếp em ha. Cảm ơn mấy anh mấy chị trước nha. Rồi bây giờ mình mua hàng thì mình liên hệ số điện thoại để chốt đơn giùm em nha. Rồi em sẽ đọc chậm ha. 0913136620. Rồi bên em thì cái số này có liên kết Zalo, Zalo tên là Mai Thị Thanh Chị nha. Bên em nhận ship hàng toàn quốc, được xem hàng test nổ máy trước khi nhận, đặc biệt là em không có lấy cọc, cho nên là mấy anh mấy chị mấy chú mấy bác coi cho kỹ rồi mình hạ chốt đơn nha. Đó, rồi bên em thì nhận hàng sẽ thanh toán tiền cho người giao hàng ha. Ví dụ cây máy bên em bán 1 triệu, đối với máy cắt cỏ thì bên em sẽ cho 6 món đi kèm. Đây em sẽ phân tích ha, gồm có một cái ổ cước nè, có dây cước luôn, một cái chắn cỏ, chắn cỏ trên máy có rồi thì thôi không có em cho chắn cỏ mới nha. Một sợi dây đeo đây ha, một sợi dây đeo, một cái lục giác 4, một cái tiếp mở bugi đầu dao, một cái đĩa dài 3 tấc Makita luôn, đĩa này đĩa mới nha. Rồi đối với ổ cước hoặc đĩa dài mà mình không sử dụng thì mình đổi qua mình lấy đĩa tròn. Ví dụ mấy anh nói là cho anh quán đổi, mấy anh lấy ổ cước đĩa tròn hoặc đĩa tròn đĩa dài, em sẽ quán đổi theo yêu cầu của mình ha. Miễn sao mấy anh xài phù hợp với gia đình thì thôi. Riêng đĩa tròn là đĩa zin theo máy về đĩa của Nhật nha mấy anh, nó khá là dày dặn ha. À, mấy anh có xét rồi đó, em sẽ chờ lại trên hết xét, nó chỉ được tối đa gì thôi đó.
Rồi còn đối với cưa xích thì em sẽ cho 4 món đi kèm nha. 4 món của em thì đi theo là một cái tiếp mở bu ghi đầu dao nè, một cái dũa, một cái vít chỉnh xăng và một cái bao lam. Đó, đối với cưa xích ha. Còn cái bộ phận này là bơm nước nha mấy anh. Bơm nước mấy ngày em bán lẻ lẻ hết sức được rồi. Đó, 150.000 cái bơm nước như thế này. Mấy anh mua máy mua theo bơm nước thì em sẽ chịu phí, em bao ship đó. Còn mà mấy anh ở nhà có máy rồi muốn mua bơm nước thêm thì cứ alo ha, em gửi tới chỗ thì 180 nha, thêm phí 30.000 vận chuyển nha. Mà khi mấy anh mua cái bơm nước thì mấy anh phải biết là cái con máy của mình là xài cái con ốc. Xài con ốc mấy ly? 7 ly, 8 ly, 9 ly hay 10 ly? Xài con mu lông hay con tán ha. Nói như vậy em mới biết được không gửi nha. Rồi gom cỏ hay còn gọi là gom lúa 100.000 cái nè. Đó, mua một cái phí 30, mà hai cái phí cũng 30, một chục cái phí cũng 30, hay mua càng nhiều thì em sẽ hỗ trợ phí. Khi mà mua chung với máy thì em bao ship, còn mà ở nhà có máy và mua thêm cái này thì cứ alo, em gửi tới chỗ nha. Rồi đồ trà rong rêu nè. Cái nhỏ 100, cái lớn 120 ha. Cái nhỏ này gọn nhẹ nha mấy anh. 400g, lớn này tới 700g nè. Đó, máy lớn mình hãy xài cái này ha, chứ máy mà tầm trung mua cái này về trà nó rất là mệt ha. Trà rong rêu, phát cỏ gì được hết ha. Trà rong rêu là giống như là mình trà sân đan nè, trà tường nè, trà rồi trà xi măng gì, trà ghe rồi đó mấy anh. Đó. Rồi siêu phẩm bên em nhớt hai thì hiệu qua tép ha. Nhớt này là em bán cực kỳ là nhiều rồi, bán tính là hàng trăm thùng luôn á mấy anh. Đã bán mấy năm nay rồi. Và nhớt này em cũng đang sử dụng, sẵn em giới thiệu cho mấy anh luôn. Nhớt này là một bình 100.000, nó tới 1 lít nhớt lận đó mấy anh. Mà một lít nhớt như vậy mấy anh có thể sử dụng từ 20 đến 25 lít xăng, mấy anh thấy thì xài cả năm đối với anh nào khác ít đó. Và em sẽ hướng dẫn cho mình cách pha ha. Mấy anh mua về dùm em một lít xăng pha với tỷ lệ là 40cc nhớt hai thầy, thấy số 40 không đó, mấy anh bóp nhớt qua đây và nó sẽ xuống đây ha, 40. Còn đối với máy 38 đến 40 ly thì pha dùm em 60cc nhớt cho một lít xăng. Còn ở máy cưa thì mình pha với tỷ lệ là 60cc nhớt cho một lít xăng nha mấy anh, tại vì cưa tua nó chạy nhanh hơn cắt cỏ ha. Thì pha như vậy đi máy chạy cho nó mát máy xíu, bệnh xíu. Và em hướng dẫn cho mình cách pha nhớt như vậy là máy của mình chạy nó sẽ hơi ra khói đen một tí xíu nha, nhưng mà không sao, nó ra khói đen nhưng mà nó mát máy bôi trơn bít tông ha, nó không ra khói đen mới mệt á, không sao hết. Rồi anh nào mua máy cũng ủng hộ thêm nhớt em cảm ơn nha. Và bây giờ em sẽ quay lại chương trình em test nổ máy cho mình nghe ha. Rồi bây giờ là test cây cưa. Em lấy cây cưa em để lên trên cái miếng quay này em test. Xong mình để lên cây căng căng rồi mình mới đo. Quay ngược lại. Quay qua đây nè. Nay thằng em mới mà nay thằng kia nó nghỉ xả hơi, cái nó hơi lộng cộng. Bây giờ không có. Mày để ngược lại đi, chỉ cho. Rồi giật. Rồi để lên 4kg. Bốn tấc mốt ha, chiều dài của cái lam là 4 tấc mốt. Má ơi, đây cây cưa này lính từ thương hiệu Echo nha, nó màu trắng cho nên em gọi là Echo trắng nha mấy anh. Đây lam còn tem Echo rồi cho mình luôn ha. Cái này nó có phá xích nha mấy anh, đây phá xích. Công suất là 30cc, nồng này nó tới 36 ly ha. Cái phiên bản này nó rất là đẹp nha mấy anh, made in Japan nè mấy anh, thấy không? Made in Japan. Đó. Và cái nắp phía sau là nắp nhớt lam, nắp phía trước là xăng pha nhớt ha. Cái con ốc tăng được tăng đưa dây sơn, tăng đưa dây xích cho em, nó lộn, tăng đưa dây xích nó nằm ở đây nha. Đó, nó rất là tiện lợi cho mình luôn. Xích này nó 4 tấc. Nói chung là nó rất là đồng thanh đồng thủ luôn ấy mình, tiện lợi cho mình. Cái lề gió nó nằm ở đây ha. Đóng lên. Rồi giữ ga ha. Ga bóp nè, giữ ga thì kéo cái này vô giữ ga. Nhưng mà khi mà mấy anh á, mấy anh cưa cây xuống nhiều á thì mấy anh giữ ga này thì được.
nó chỉ đạt được 70 đến 80% công suất thôi ha. Còn mình muốn phát hết công suất của nó thì mình cứ bóp như vậy nha. Đó, mà cưa nhiều thì nó hơi mỏi tay, thì mình nên có chế độ giữ ga như thế này thì nó sẽ phù hợp hơn. Cái này là cái đồ dự chặn dây xích lại ha, chặn dây xích lại đó, ốc máy trắng phiếu luôn nè. Rồi mã này chốt giùm em C1 36 ly 2,1 triệu ha, cho cây cưa Echo trắng màu cam tay cục. Nhiều anh hỏi phát cưa vậy tay cục rồi mình cầm như thế nào? Dạ tay phải mình cầm ở đây, tay trái mình giữ ở đây ha, thì mình tỉa nhánh rồi thôi bình thường. Giờ xích qua đây là tích, để chị ngồi cho nó dễ. Rồi 5,3 kg ha. Rồi chiều dài của cái xích 4 tấc 7 nha mấy anh. Chiều dài của lam với xích luôn là 4 tấc 7. Cái lam này nó có 3 tản nhiệt nha mấy anh. Để khi mấy anh cưa cây đồ nhiều hay hạ nhiều là nó sẽ không bị nóng cái lam. Đấy, những cái bộ tản nhiệt như vậy nó rất là xịn sò nha. Xích này là xích 325 nha mấy anh. Quá dày dặn luôn. Đó. Hai con ốc nè, hai con ốc này là giữ lam ha. Ốc tăng đưa dây sơn nằm ngoài này nha. Trời nửa lộn rồi. Ốc tăng đưa dây xích nằm ở trong đây chứ, nằm ở trong đây nha mấy anh. Đây nước sơn zin đó ha. Made in Japan nè mấy anh thấy không? Em quay gần cho mấy anh dễ thấy. Made in Japan này đủ ha. Cái này là nắp nhớt lam nha. Phía sau là nắp xăng pha nhớt nha mấy anh. Đó. Cái này là một cây Echo cưa kêu gít nồng đứng. Đó, nồng đứng tem đồ còn ha, thương hiệu đồ còn đầy đủ. 39cc, nồng nó tới 40 ly. Và những cây máy như thế này thì công suất ngang nó, mấy cây nồng nằm á, trọng lượng là ngang nó, công suất ngang nó, nhưng mà nó sẽ chạy khỏe hơn nha em anh. Cây nồng nằm này đời sau là thứ nhất. Cái thứ hai á, là nó sẽ nhẹ hơn. Cái điện thoại hôm nay nó bị cái gì đâu á. Rồi công tắc nè, mở là đẩy lên, tắt là đẩy xuống ha. Lê gió nằm ở đây nha em anh. Đóng lê thì kéo ra, mở lê thì đẩy vô ha. Phiên bản này còn khá đẹp nha. Rồi cây này mấy anh chốt giùm em C2 40 ly 2,8 triệu nha. Quay cho khách coi cái nước. Lấy cây cưa kìa, lấy cây ghế kìa, rất là đẹp ha, giống như màn đấu giá ha mà. Mình chiêm ngưỡng sản phẩm của mình đây. Ai mà sở hữu cây cưa này là ngon lành luôn, về hạ cây đứng là phải thế luôn. Rồi C2 40 ly 2,8 triệu ha. Vô tới em Tanaka nè. Tanaka giật sao ha. Cho nên bên Tanaka chụp giật phía sau em gọi là Tanaka giật sao nha. Công suất 20cc, nồng 30 ly. Những cây máy này mấy anh đừng có chơi rẻ mà nó không ngon nha mấy anh. Nó ngon là khác luôn. Ngon, ngọt, thơm tho đó đó, đó. Tại vì sao? Mua sở hữu được những cây máy này, thứ nhất đó, là nó zin toàn tập, chạy tiết kiệm xăng. Và đặc biệt là máy chạy rất là bền, tua nhanh đó ha. Cho nên về mấy anh cắt cỏ bơm nước gì cũng được hết. Em ví dụ như cái bánh ha. Công suất 20cc, nồng 30 ly nha. Đây chạy chế zin nghe em anh, le đỏ tự động cho mình luôn. Em có bán cho một anh khách cây máy như thế này, anh cắt cỏ khoảng được 1 tháng, anh mua cho 3 anh ở địa phương. Cây máy của Vigan gì anh nói là không có tiền em, chỉ mua được những cây máy sử dụng như thế này thôi. Nhưng mà máy người ta là chạy chất lượng ha, cho nên mình mới quay lại mình ủng hộ nữa, chứ đâu phải máy không chất lượng mà quay ủng hộ y cái đề máy như thế này luôn, vừa túi tiền đó. Dây ga nằm ở đây ha, kéo ở đây, công tắc ở đây, có chân chống bờ đỡ bình xăng luôn. Mà cái máy này nó hay, lúc nào le nó cũng tự động hết. Mấy bác sử dụng được ha, tức là mình đóng le, mình đóng le xong mình giật máy nổ nó lên ra là nó nhảy mở le ha. Tiết kiệm được một cái bước mở le. Đó, những anh nào mà hay quên đó ha, mua mấy cái máy này về sử dụng tiết kiệm được cái bước đó.
ta lái nè, dày dặn, hai ta lô lớn ra giữ nha, lắp zin ha, đầu bò zin theo máy nè. Đó, mã này thì chốt giùm em C3 30 ly giá 1 triệu hả. Rồi tới danh ma nè, giật nhẹ cái nữa coi. Rồi giật nổ như, giật như không giật ha, siêu nhẹ nghe mấy anh, siêu nhẹ giật nhại nổ. Đến từ thương hiệu Yanma, và những cái cây Yanma như thế này là em thấy máy lớn như máy xới, máy cuốc, máy gặt đập liên hợp phải có cái Yanma ha. Thì bây giờ đã xuống cắt cỏ, đã có thương hiệu Yanma nha. Cái này nó chạy chế với tông gai theo máy cho nên nó chạy rất là khỏe nghe mấy anh. Đóng le nè, giật máy xong mở le cho thông gió và chạy ha, trợ lực giật siêu nhẹ. Máy này tổng lượng tầm 4kg nha mấy anh ơi, quá nhẹ, bình xăng lớn zin, tum liền tum nhựa ha. Đó, có thông số luôn nữa nè. Đây, công tắc nằm ở đây ha, ga giữ, một tay cầm, đầu bò zin theo máy nha. Đó, đối với những cây máy như thế này, trọng lượng nhẹ, có trợ lực mà một tay cầm, là kỹ sư Nhật họ thiết kế cái này là gọn ghẹ, gọn nhẹ nhất có thể cho mình, để nhiều khi mấy anh phát cỏ trong vườn cây ăn trái này ha, hoặc là mấy anh bơm nước, thì những cây tay cục như thế này nó rất là tiện lợi nha, nó không bị vướng víu ha. Còn đối với cây máy này, anh nào thích chấm điểm, nhưng mà một tay cầm xài không quen lên hai tay cầm thì nói bên em lên hai tay cầm miễn phí ha. Rồi em báo giá nha, C4 34 ly giá 1.350.000, rất là rẻ nha mấy anh. Rồi Magu cho anh ma. Yanma nòng 30 ly, công suất là 20cc, một cây Magu áo hồng siêu đẹp, siêu rẻ. Đó, anh thấy ốc máy nó trắng quá đẹp chưa, bình xăng lớn zin ha. Bên em là mua máy lựa, máy tuyển rất là đẹp nha em anh đây. Nhìn giùm em lốc máy, khu khói quá đẹp, sáng chín. Đó, khung bờ đỡ bình xăng còn dày dặn ha, ít có sử dụng đó em nha. Chạy chế zin quanh bờ đồ tiết kiệm xăng ha. Lóc dập made in Japan, ốc máy trắng phiếu nha em nha, tôm liền tôm nhựa ha, công tắc máy nằm ở đây đó, tôm liền tôm nhựa nằm ở đây. Hai ta đôi lớn ra bớt ha. Đây, lắp zin nè, đầu bò zin theo máy nha, chạy rất là tiết kiệm xăng nha em. Mã này chốt dùm em C5 30 ly 1.400.000 ha. Kawasaki nè. Xử lý tình huống nhanh ha. Rồi Kawasaki, một cây máy mà 3-4 chức năng đây. Cái ưu điểm đầu tiên là cái lốc máy nó rất là đẹp nha em. Đó, bình xăng lớn zin ha, quá trời dày dặn luôn. Cái này thì em đã lên chế mới, chế 2 kim rồi nha. Đó, còn bao nhiêu thì nó zin toàn tập nha em. Lốc dập made in Japan ha. Đó, made in Japan. Đế bỏ đỡ bình xăng nè. Đây, máy này thì tum nhôm tum gờ 260 ha, công suất 24cc nòng 32 ly. Tắt nè, mở là đẩy lên nha mấy anh. Máy này ngoài cắt cỏ mấy anh có thể tháo đầu máy rời ra mình đấu xịt thuốc nè, hoặc là mình gắn nguyên cái tum như thế này mình về mình bơm nước nha mấy anh.
chén này là chén chống mòn đầu ốc nè, chén chống quấn cỏ còn đầy đủ nha, chén cỏ ghim theo máy ha, ra giữ em ha, ra giữ luôn đó, chén cỏ cùm áo máy đồ tông sạc tông hết, khá là đẹp cho cây máy này luôn. Rồi mã này mấy anh chốt giùm em C6 32 ly chỉ có 1.550.000 thôi đó. Thế mà gu danh ma nè. Magu Yanma thằng này là 2-3 là đã bình thường, mà 3 cái đuôi này nữa tức là nó đầy cao lên chút nha em. À, cái phiên bản này nó có trợ lực nha, nhưng mà trợ lực nhỏ nha em, giống kiểu trợ lực lò xo á, ống á, anh kéo nhẹ nửa sợi dây giật thôi đó, đã qua tua rồi nhảy nổ rồi. Một cây Magu áo đen quá trời đẹp nha em, màu mạnh mẽ, ốc mái sáng trưng ha đó, nhìn giùm em bô khói nè, bình xăng lớn zin ha, cái kiểu nó rất là đẹp, chạy chế zin luôn nha em, chế zin quanh bờ rồi luôn, thun bộ đỡ bình xăng lớn vẫn còn ha, quá xa đẹp. Magu cho anh mà công tắc nằm ở đây ha, tôm liền tôm nhựa ha, hai tờ đôi lớn ra bóp zin nha, ốc cùm trắng chân nha em, lắp zin nè đây. Đó, đầu bò trắng, đầu bò có chén chống mòn ốc, chén chống quán cỏ luôn. Mã này chốt dùm em C7 32 ly 1.550.000 thôi. Rồi. Em bị mơ à, ngồi ngắm nghí vậy. Magu Yanma áo vàng siêu đẹp nha em, anh nồng 34 ly, công suất là 26 cc ha. Tới với những cây này chạy là em thấy vô địch luôn á, chứ không phải mà kiếm chi mà 40 ly đó. Về mấy anh phát cỏ nè, cỏ keo, cỏ cứng, gốc dạ đó, rồi đặc biệt là cỏ cao, cỏ dày, cỏ mỹ, cỏ lứt, cỏ sậy gì phát đứt ngon lành hết, đối với kiện phát lưỡi ha. Còn mà mình muốn mua cái đồ trà rong rêu, mình phát cỏ nhỏ, cỏ mỏng mà mình trà luôn cái rễ của nó lên á, men mua cái này về men phát im lắm anh, nghe máy chạy là thấy khỏe rồi, nội lực rồi, cực kỳ là khỏe và đất rất là bền, ít cũng không quặt nha, tại máy này ít cũng không quặt, tiết kiệm xăng lắm. Anh nhìn kỹ cái bô khói của em này giùm em đi, khá đẹp nghe mà, trắng quá trời trắng luôn. Bình xăng lớn zin ha, đây đây, thùng bộ đỡ bình xăng còn đầy đủ nha em, dày dặn ốc máy sáng này, lốc máy nó đẹp này. Đây trong lốc nó có dập Made in Japan luôn ha, Made in Japan, cái này chạy chế zin theo máy luôn nha em, tôm liền tôm nhựa ha, tắt nằm đây nha, rất là đẹp, hàng em đẹp như hàng thùng luôn đó, ga bóp zin nè, láp zin, đầu bò trắng cỏ zin đầy đủ ha. Mã này chốt giùm em C8 34 ly 1.900.000 nha. Zenon Komitsu 26cc nồng 34 ly. Cái máy này nó xịn sò nha mấy anh, cực kỳ là xịn sò đó, anh nào mà muốn kiếm máy về mà mình phát thuê đó thì mình chốt cái này giùm em đi, ít xịu không quạt, không quạt luôn, chạy cực kỳ là tiết kiệm xăng, sở hữu chế hai kim ha. Mà mấy anh phải biết là nó phát thuê thì mình phát nhiều, phát tối ngày đó, ngày này qua ngày nọ, năm này tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ ha, thì sở hữu được cái máy có trợ lực thì giật nó nhẹ, nó đỡ có mỏi tay, nó đỡ có nhức tay đó. Đó, vừa trợ lực chạy chế hai kim ha, bình sơn lớn nội zin nó chung liền lạc hết, cái kiểu nó thì không đẹp như những cây khác nhưng mà giá thành nó cao là do chất lượng nó dẫn đầu nha em. Đây
này là bộ tản nhiệt bằng nhôm ha. Tung nhôm, tung liền. Đây, tung nhôm, chạy siêu chắc chắn nha. Cắt cỏ, bơm nước, trà gông ghiêu. Đó. Không bựa cỏ nào hết, và đặc biệt là sở hữu ổ cước zin ha, có dây cước zin theo máy luôn. Made in Japan nè mấy anh thấy không? Quá đẹp. Thằng này á là 271 tới 35 ly lận ha. Tại cái tem nó gách rồi, em lấy cái tem 26 em dán chứ. Người ta tới 35 ly lận. Hai tay đầu lớn, ga giữ ha. Tắt nè. Mở là đẩy xuống nha. Mã này chốt giùm em C9 35 ly 2.1 nha. Nó còn ốp lưng chỉ xenon luôn nè mấy anh. Đã luôn. 2.1 C9 ha. Cái này còn xịn sò quýt dữ nữa nè. Một cây Mitsubishi nha em ạ. Mitsubishi TBE. CC nòng 35 ly ha. Cái phiên bản này nó có trợ lực nha. Trợ lực, anh nhìn giùm em cái lốc máy nó đẹp chưa kìa. Có trợ lực, giật nhẹ nhẹ nổ, chạy chế 2 kim. Ở đây một kim, đây một kim, hai họng xăng lớn luôn ha. Đại bình xăng lớn rồi, nói chung là Mitsubishi này nó liền lạc nha. Màu đen, màu đen nhìn nó rất là mạnh mẽ luôn. Đây men lì luôn á. Đây lóc có dập mát in Japan luôn ha. Đây bộ đỡ bình xăng, nói chung máy này liền lạc, rất là liền lạc. Về mấy anh phát cỏ ha, bơm nước ha. Đó, hỏi lá đồ được luôn nha mấy anh. Mitsubishi, Mitsubishi. Đây ba cái hình bông tâm tâm liền tâm nhôm nha. Ốp lưng đồ đầy đủ nha em ạ. Đặc biệt láp bắn tĩnh điện màu cam quá trời đẹp. Ga bóp zin ha. Cái ga bóp này nó hay lắm nha. Mấy anh nào bóp ga nhẹ thì bóp cái dài giùm em. Còn mà mấy anh bóp hết ga để hết phát hóa xuân phát, thì gọi là phát huy hết 100% công suất của nó thì bóp cái ngắn. Còn mấy anh mà muốn không bóp nữa thì giữ ga thì bóp cái này vô giùm cho em, thì nó sẽ giữ ga lớn hoài ha. Rất là hay. Đẩy xuống là tắt nha. Đẩy lên là mở. Lắp bán tĩnh điện màu cam luôn nè. Rồi có ổ cước màu cam đi theo máy luôn nữa nè. Ổ cước zin luôn nha em ha. Xịn sò quá trời xịn sò. Cái này nước sơn zin theo máy ha. Theo đầu bò ha. Cùm đồ tông sạc tông hết. Quá đẹp. Mã này chốt dùm em C10 ha. 35 ly 2.200.000 nha. Rồi cái Mitsubishi tên là 261 nè. Hôm nay cái ông giật máy này là ổng là ông thợ máy em ạ. Bây giờ ông giật máy cũng ngược đời người ta nữa. Ví dụ như người ta ra bóp phải không? Người ta lên từ từ. Cho nó qua ra qua xăng, khi mà mấy anh thử máy cũng vậy đó mấy anh, đừng có bóp cái một nó sẽ hợp xăng tắt. Giống như ông thợ máy hồi nãy ông test vậy đó. Mấy anh lên từ từ như vậy giùm em thôi. Cái loại này là bóp ra từ từ nó qua xăng nó sẽ nhảy nổ ha. Còn nãy ông xử lý ngược lại. Ông bóp cái này. Ông bóp hoài luôn. Nhưng mà ông xử lý cái này. Ông lên xuống vậy ha. Cho nó qua xăng. Đó, chừng nào nó qua xăng ok hết rồi thì đẩy xuống cho nó thông gió và chạy ha. Cái cách của thợ máy nó khác thợ thường mình có đó nghe em ha. Mình nông dân mình không có làm giống thợ máy được, mà ai làm được thì nó dễ hơn. Đó, sẽ có hai cái phương án ha. Một là lên ga từ từ gần đó, còn hai thì lên hết ga nhưng mà cái le này mình phải đóng le mở le ha. Cho nó kéo xăng qua và chạy nha. Đẩy xuống. Cái này sở hữu chế 2 kim nghe em ha. Máy này chạy chế 2 kim chế zin theo máy á. 261 ha. 261 33 ly. Nhưng mà nó chạy như những cây 34, 35 ly nghe mấy anh, nghe máy chạy chưa? Nó lên ga rất là ngọt, kéo rất là giãn luôn.
chạy nội lực đó. Những cái đề máy này chạy càng nóng máy là càng khỏe thôi. Anh nào mà có xu hướng lựa chọn máy đi phát thuê sậy lứt cỏ Mỹ rồi đó, phát cỏ dày, thì mình chọn những cái mít suông như thế này. Tính ra nó 2,5 triệu, nhưng mà mấy anh xài từ 5-6 năm, một chục năm thì một tháng không có bao nhiêu tiền ha. À, tính ra tháng chia ra không có nhiêu, ngàn 2 ngàn chia ra ngày không có nhiêu, nhưng mà mấy anh mua cái máy này phát là đảm bảo chưa tới một tháng là mấy anh phát sẽ dư vốn dư lời đó. Đây không có hỏng, không có gì hết đó. Em anh ơi, không có hỏng quặt ha, lốc máy vô khói quắt rất là đẹp, bình xăng lớn zin nha. Đây lốc có dập mát in Japan luôn nha, tim nhôm ha, phiên bản cá sấu tim nhôm tim 2 số 10. Cái này mình có thể tháo rời đầu máy mình đấu xịt thuốc được nha. Công tắc nè, thông số nè, 261 luôn, lắp bán tĩnh điện ha. Again, cái lắp mà nó cũng có phiên bản con cá sấu ở trong đây, mới thấy đụng hàng đâu, không có đụng hàng ha. Hai tay đôi lớn ra bóp gin nha. Ra mã này thì chốt dùm em C11 33 ly, 2,5 triệu nha em nha. Rồi phiên bản cuối cùng Magu 32, rồi một cây Magu 320 trọng lượng tầm 6 kg, quay đầu ha. Cái phiên bản này nó có trợ lực nha anh, trợ lực này trợ lực lớn, làm anh kéo thẳng dây ra, quân nhẹ về nó sẽ trả là cái tua qua nhạy nổ nha. Nòng 38 ly, công suất là 32 cc. Em anh nhìn từ lốc máy nó bu khói cho dùm em rất là đẹp nha anh, siêu đẹp ha, sáng trắng nha. Máy này thì nó zin 100%, rất là lường lạc, sở hữu chế zin 1 kim quanh rồ, bình xăng lớn gì, bình xăng lớn nhất là to, mình có thể đổ hơn nửa lít nha. Còn một lít đầy em thì em cũng chưa có thử, em cũng không có biết nữa đó. Lốc dập mát in Japan ha. Đây khung mà khung bỡ đỡ còn mà bên em gắn thêm chân trống cho mình luôn nha. Tôm nhôm tôm 260, ốc 7 màu, còn quá đẹp nha em ơi. Đẩy lên là mở, đẩy xuống là tắt ha. Tôm 260 tôm rời, hai tay đôi lớn, láp zin còn tem thông số luôn, trắng cỏ zin, đầu bò zin, đầu bò cổ cước zin theo máy luôn ha. Rồi mấy anh chốt thì C12 dùm em 2,6 triệu đồng nha. Rồi chào và hẹn gặp lại mấy anh, tạm biệt.